Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Vlog khám phá. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là quan sát cánh bướm dưới kính hiển vi. Tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị từ video này. Bạn có nickname là Dương Huê có hỏi rằng soi bướm đi AD xem có vi khuẩn nào nhé. Đây là một câu hỏi rất là hay, nhưng tới thời điểm hiện tại thì mình mới bắt đầu làm clip này được. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu quan sát. Chúng ta đang quan sát ở chế độ phóng to 64 lần. Thì như các bạn đang thấy thì đây là cánh của một con bướm trắng đã bị tôi dùng kéo cắt lấy một mảng. Rồi chúng ta quan sát. Các bạn đang xem video tại kênh KP Vlog, hãy nhấn đăng ký để theo dõi chúng tôi mỗi khi ra clip mới. Đây là rìa của cái cánh bướm và chúng ta đang xem ở chế độ tổng quan thì có vẻ như là vẫn chưa được chi tiết cho lắm. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ nên phóng to thêm. Rồi tôi sẽ phóng to sử dụng ống kính 160 lần. Ok, đã đổi ống kính và tôi sẽ làm nét. Rồi, đây là cánh của một con bướm trắng thì như các bạn đã thấy thì chúng ta đã quan sát rõ hơn rất là nhiều. Chúng ta đã nhìn thấy những cái vảy xếp chồng lên nhau. Theo quan sát của tôi thì tương đối giống một cái vảy. Ở cái phần rìa cánh thì nó có những cái tua dài hơn. Đây là cánh bướm mà mắt thường chúng ta hay nhìn thấy. Chúng ta hay nhìn thấy ở dạng toàn là bột. Nhưng khi phóng to lên thì chúng ta sẽ thấy là chúng sẽ được xếp chồng với nhau như là những chiếc vảy. Giống như vảy rắn. Khi quan sát ở chế độ này thì chúng ta đã quan sát được tương đối là rõ về cái cấu trúc của cánh bướm này. Đây là chúng ta đã quan sát ở bên rìa cánh. Còn bên trong cánh thì là được xếp tầng như là những chiếc vảy. Ở phần cuối video thì chúng ta sẽ quan sát cái lớp bột mà khi chúng ta cầm vào cái cánh của con bướm bướm nó sẽ rơi bột ra tay của chúng ta. Rồi tôi vừa đổi ống kính để chúng ta quan sát ở chế độ phóng to hơn nữa. Thì có vẻ như là cũng tương tự như ở chế độ trước. Nhưng nó chỉ to hơn thôi. Đây là cái vết cắt mà tôi đã cắt bằng kéo. Nó làm bung cái lớp này ra, bung một cái lớp vảy ra cho chúng ta nhìn thấy cái vảy. Các vảy được gắn vào cái cánh rất là đều và đẹp. Giờ thì ai có thể nói là bướm bướm không có lông vũ không? Tôi nghĩ loài bướm là một loài có lông vũ, nhưng lông vũ của chúng rất là nhỏ. Mắt thường của chúng ta không thể quan sát được chi tiết.
rất nhiều những cái vảy được gắn, và những cái đốm màu xanh kia là cái chân mà những chiếc lông vũ này đã dính vào. Đây là cái vết kéo cắt của tôi. Ok, phần 2. Ở phần 2 này chúng ta sẽ đi, tôi sẽ chi để lấy những cái lớp bột mà cái cánh bướm bướm này nó đã rụng ra, và chúng ta sẽ quan sát xem cái lớp bột này nó là gì. Các bạn đang xem video tại kênh KP Vlog. Hãy nhấn đăng ký cái kênh của chúng tôi để theo dõi mỗi khi chúng tôi ra video mới. Rồi, có vẻ như là đã xong. Chúng ta sẽ chuẩn bị quan sát trên kính hiển vi. Ôi, cái gì thế này? Sau khi tôi đã chi bằng ngón tay thì thực ra những chiếc lông vũ nó bị rụng hết ra. Hóa ra chính cái lớp bột chúng là lông vũ mà chúng tôi vừa nói ban nãy. Lớp bột thực ra là lông vũ, chốt là như vậy. Ôi, nhìn chúng nhìn giống như một chiếc lông gà luôn, tương đối giống. Ôi, đây chính là cái lớp bột mà chúng ta đã lấy được từ cái cánh bướm sau khi chi nó ra làm kính. Ôi, thị giác của chúng ta thì quan sát được những cái vật nó to thôi chứ không quan sát được những vật nhỏ. Và về ánh sáng thì chúng ta cũng quan sát được một cái dải ánh sáng rất là nhỏ. Nhưng trong tự nhiên thì rất nhiều những cái vật mà mắt thường của chúng ta không được quan sát được. Những cái ngoài lông vũ thì chúng ta thường thấy những cái giống như là kim, giống như một cây kim. Chúng này dài, đây chính là những cái tua ở ria của cái cánh. Chúng bị rụng ra. Đây là cái lớp bột mà dính vào tay chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Ôi, có vẻ như là chúng ta đang quan sát được một cái mạch máu của cái cánh này. Mạch máu màu xanh. Nếu các bạn cảm thấy video này thú vị thì hãy nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi. Rồi, chúng ta sẽ quan sát ở chế độ phóng to. Chắc cũng tương tự như vậy thôi. Các bạn đợi một chút, tôi sẽ làm nét. Đến hình dáng nó cũng giống hệt như một cái chiếc lông vũ, lông gà, lông vịt.
Vậy là qua video này chúng ta đã có thể hiểu thêm được về cấu tạo của cánh bướm và cái bản chất của cái lớp bột trên cánh bướm mà mỗi khi chúng ta bắt cánh bướm nó đã bị nhây ra tay của chúng ta. Chúng rất là thú vị và bổ ích. Sau đây thì xin hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.